Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì ở trên kênh YouTube thì hiện tại thì Hùng đang triển khai hai cái cái luồng để mà chúng ta có những cái trao đổi về mặt thông tin. Đó là kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì các anh chị lưu ý hàng ngày chúng ta sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Cứ kết thúc phiên giao dịch thì Hùng sẽ phân tích để chúng ta điều chỉnh thêm các cái kịch bản phân tích tuần. Vì vậy các anh chị có thể đăng ký thêm kênh Hùng Lê chứng khoán. À, còn trên kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng thì như thường lệ một tuần chúng ta sẽ có một bản tin duy nhất tuần và nội dung của bản tin tuần thì uh, sẽ có uh, các nội dung chính như sau uh, phần thứ nhất uh, thì uh, hùng lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi điểm qua lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần video uh, cũ và sau đó thì có một vài cái dự báo về xu hướng của thị trường ở trong tuần mới phần thứ hai chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng uh, có xu hướng tăng trưởng uh, tuần này thì cũng sẽ phân tích mã cổ phiếu VIX và Vinhome. Ở một số các anh chị em hỏi thì đến cái đoạn nào chúng ta cần phân tích thì chúng ta sẽ phân tích à, nhóm cổ phiếu trụ. À, nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp thì tương tự như vậy thôi. KBC, SSC, nhóm ngành thép, à, nhóm ngành vật liệu đầu tư công, nhóm ngành đầu tư công, bất động sản dân cư, nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán. Thì à, các anh chị em lưu ý ở trong cái thời điểm hiện tại à, ngay khi chân sóng ngày 1 tháng 11 được à, phát đi thì ông Lê đã khuyến nghị ở à, tất cả anh chị em nhà đầu tư chúng ta sẽ tập trung dòng tiền vào các cái nhóm chủ lực đó là nhóm cổ phiếu thép đó là nhóm cổ phiếu đầu tư công đó là nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành chứng khoán hiện tại thì chúng ta có thêm sóng ngành banh và hiện tại thì ông đã có phân tích sóng uh, ngành banh ở trên room zalo và hiện tại thì chưa có phân tích uh, chuyển hóa trên bản tin thì uh, các anh chị mà quan tâm thì có thể inbox cho cá nhân hùng lên và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý rằng tất cả các phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và áp dụng uh, các cái phân tích ở trên video và chúng ta uh, cần tham khảo rất nhiều uh, các cái nguồn thông tin mà trước khi mà chúng ta uh, có cái quyết định các anh chị nha bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta ở một cái 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 gọi là thời kỳ công nghệ rồi. Các anh chị và chúng ta sẽ phải thích ứng và chúng ta phải tìm hiểu rất nhiều các cái nền tảng kiến thức và chúng ta kết hợp lại để làm sao mà chúng ta có được một cái hành trình đầu tư tốt nhất, tối ưu nhất các anh chị ở trên thị trường chứng khoán. Và cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê thì Hùng Lê cũng mong muốn chia sẻ tất cả những cái giá trị, tất cả những cái gì tốt nhất đến với cộng đồng anh em nhà đầu tư. À, phần thứ nhất của bản tin hùng lê cùng với anh chị sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta à, có một tuần giao dịch hết sức thành công và tích cực mặc dù là phiên kết tuần chỉ số vn index hai phiên kết tuần đi chúng ta nói hai phiên kết tuần à, hai phiên kết tuần thì chỉ số vn index của chúng ta có điểm lùi và nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất tuy nhiên với góc độ nhóm ngành và tất cả những cái gì đã diễn ra trong tuần vừa qua thì đấy là một tuần rất tuyệt vời ở à, đây là chỉ số vn index của chúng ta trên chart kỹ thuật À giờ thì Nhung đã có phân tích ở vùng 1065 đến vùng 1070 trở thành một cái vùng, một cái điểm tửa hết sức là đắc lực cho thị trường à, sau cái thời điểm mà chỉ số vn index của chúng ta à, có hình thành à, xu hướng tạo đáy ở vùng 1015 đến vùng 1020 điểm ở đây. Thì trong tuần vừa qua, à, chỉ số vn index của chúng ta đã test rất thành công ở trên vùng 1065 đến vùng 1070. Sau đó thì chỉ số bắt đầu à, công lên vùng cản 1090, tiếp theo nó công lên vùng cản 1100 và tiếp theo nữa à, Mark Target ở trong tuần vừa qua thì chỉ số số VN Index của chúng ta đã chính thức lên được vùng 1120 đến 1125. Ờ, tuy nhiên tại cái điểm này, trong phiên giao dịch ngày 19 thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta không đóng cửa được và bắt đầu nó xuất hiện một cái điểm lùi ở trong phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Thế thì như vậy uh, uh, trong bản tin được phát đi thì chúng ta cũng đã thấy rằng là vùng 1105 1105 cộng trừ 5 điểm đã trở thành cái vùng tích lũy khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cây nến uh, kết phiên thì như vậy là lực bán tương đối là mạnh uh, dẫn đến cái câu chuyện index của chúng ta bị mất ở vùng 1105. Tuy nhiên nếu chúng ta xét sâu về bản chất cái cái điểm số giảm điểm ở trong phiên ngày hôm nay thì nó tập trung rất lớn đến các cái cổ phiếu nhóm trụ uh, nó chiếm mất một nửa thôi. Như vậy là phần còn lại của thị trường thì theo quan điểm của Hùng cũng không quá là đáng ngại và ở vùng 1100 đến vùng 1090 đó sẽ là vùng mà uh, chỉ số VN Index của chúng ta sẽ quay trở lại tích lũy ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Uh, tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng cản kết tuần 1120, 1125 và uh, đích đến của chỉ số VN Index ở trong nhịp sóng tăng này thì cũng đang kỳ vọng là chỉ số VN Index của chúng ta có thể tiến về ở khoảng quanh vùng 1140 đến vùng 1150. Và nhà đầu tư lưu ý, đây là sóng tăng cuối cùng của năm 2023 và khả năng sóng tăng này sẽ kéo đến cho đến trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán khoảng 2 tuần thì dự báo là thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp phân phối khá mạnh trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán để làm gì để tạo lập chia lại tiền chia lại bài ở trên thị trường chứng khoán và ở bước vào năm 2024 thì chúng ta sẽ vào một cái vụ mới một cái vụ giống lúa mới thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta ăn hết được cái trend kỹ thuật này À, đối với chỉ số vn30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật à, tuần ở vùng 1075 đến vùng 1080 và như vậy thì chỉ số này đã test rất thành công và lần lượt công được về uh, các cái vùng cản kỹ thuật cực kỳ cao uh, đến vùng 1100 và uh, đã có thời điểm uh, có thời điểm là suy soát lên đến vùng 1140 đến vùng 1150 đó là cản tâm lý cực kỳ mạnh và về đến sát vùng 1137 thì như vậy là chỉ số vn30 chúng ta không đủ động lực để đi tiếp không đủ động lực để đi tiếp và bắt đầu có điểm diện điểm lùi ở đây thì như vậy trên góc độ kỹ thuật nó điểm lùi thì nó sẽ lùi lần lượt thôi, nó sẽ lùi từ từ. Đó, nó sẽ lùi từ từ qua các cái điểm uh, hỗ trợ kỹ thuật các anh chị qua điểm hỗ trợ kỹ thuật. Và như vậy ở đây thì nó sẽ lùi về điểm đầu tiên đó là khoảng quanh vùng 1115. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ số VN30 đã uh, test ở vùng 1110, 1115 tương đối tích cực và điểm đóng nến thì cái cây nến giờ là hơi tiếc đuối. Ở uh, cây nến giờ ở phiên ngày hôm nay hơi tiếc đuối. Nếu như vn 30 chúng ta đóng ở trên vùng 1115 thì nó là cực kỳ đẹp với cây nến giờ như thế này thì như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục làm việc ở khoảng quanh vùng 1100 uh, 1110 và điểm lùi kỹ thuật của chỉ số VN30 ở trong tuần tới có thể tính toán ở vùng 1095 đến vùng 1100. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 F1M hay còn gọi là chỉ số phái sinh ở trên chạc kỹ thuật 15 thì đây là bức tranh tổng quan của chỉ số phái sinh ở trong tuần vừa qua. Thì đối với phái sinh chúng ta cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1095 uh, vùng 1075 đến vùng 1080. Và cái điểm mà chỉ số phá sinh test về sâu nhất ở trong tuần nó chỉ ở khoảng quanh vùng 1087, sau đó thì nó bứt thoát được cái vùng 1095 đến vùng 1100. Và một phiên tăng rất mạnh ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư đã giúp cho chỉ số phá sinh của chúng ta tiệm cận về vùng cả cái thuật cực mạnh ở vùng 1135 đến vùng 1140. Và tại đây thì chỉ số phá sinh của chúng ta không có động lực nó liên tục đi sideways ở đây và bắt đầu diện nó bắt đầu có một cái đà chỉnh cung. Thì ở đây các anh chị nhìn thấy là gì? Ở đây chúng ta nhìn thấy là uh, phiên ngày hôm nay thì chỉ số phái sinh rơi gáp ở ngay từ đầu phiên và sau đó thì nó hình thành được một cái kênh xu hướng đây, cái đường line đây, vẻ đây. Và kể từ đây thì nó bắt đầu có sự phục hồi và nó lấp lại được hết cái gáp tăng ở quanh vùng 1125 nhưng mà về đến đây thì động lực nó không đủ nên uh, chỉ số uh, phái sinh của chúng ta tiếp tục có một khoảng lùi thì điểm lùi này nó lại bị phá vỡ mất cái kênh xu hướng này. Chính vì vậy nên khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ tính toán thêm ở vùng 1095 đến vùng 1100. Trong trường hợp sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán đến cái điểm mút nến ở trong tuần vừa qua đó là vùng 1087 đến vùng 1090. Thì đối với uh, tất cả những cái phân tích cập nhật thì cũng sẽ thường xuyên uh, có các bản tin phân tích uh, phân tích ở trên trên kênh đúng không ạ? Các anh chị uh, cố gắng theo dõi. Uh, bây giờ chúng ta cùng nhìn bộ chỉ số VN Index ở trên trạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm sơ bộ một tí. Thì ở đây chính là một cái bức tranh tổng quan giữa chỉ số VN Index uh, và cái sự tương đồng với chỉ số Dow Jones Thì các anh chị nhìn thấy là uh, Như Hùng đã có phân tích ở đây uh, Khi mà Dow Jones phục hồi thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta cũng tăng Và khi Dow Jones uh, uh, Chỉnh giảm đúng không ạ? Phân phối thì như vậy là Chỉ số VN Index của chúng ta cũng có những cái nhịp phân phối theo Thì ở đây ngắn hạn là chúng ta thấy rằng là Dow Jones phục hồi từ vùng 32.500 điểm Và hiện tại ở uh, Trong tuần này thì Dow Jones đã chính thức Tiệm cận về đến vùng cản và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì như vậy là đây là một cây nến hammer đỏ đặc và nó mất lực tăng thì các anh chị để ý nhé, Khi mà 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 chứng Dow Jones công cản á thì nó cũng như vậy thôi và nó công hạ đây đây là hai cây nến nhá, nó công này. Thì ở đây nó có bốn cây nến, bốn cây nến công cản vùng 34.2 ở K không thành công và đến cây nến này hôm nay là một cây nến diện nó xác nhận. Vậy thì trong trường hợp buổi tối ngày hôm nay nếu như chỉ số Dow Jones à, nó không vượt thoát được và nó xuất hiện một cây nến đỏ tiếp tục phá vỡ vùng 33.8 ở đây thì như vậy đây là một cái tín hiệu không thực sự khả quan của Dow Jones và khi mà Dow Jones quay trở lại uh, cái xu hướng chỉnh giảm thì rất có thể là chỉ số VN Index của chúng ta ở đây nó cũng sẽ gì ạ? Nó cũng sẽ bắt đầu quay lại trở lại chỉnh chỉnh cung, chỉnh nền các anh chị. Đấy là một cái yếu tố mà các anh chị lưu ý thì ở đây thì hùng sẽ lật sang uh, trạc kỹ thuật ngay để các anh chị biết được à uh, cái cái à uh, cái hành trình của chỉ số vn index thì đến thời điểm hiện tại về cơ bản trong tuần cơ bản trong tuần là chỉ số vn index của chúng ta rất thành công sau những cây đẩy lên và như vậy nó ba cây đến test và cây đến ngày thứ tư thì nó xác nhận xu hướng và hiện tại thì cây ngày thứ năm và cây ngày thứ sáu nó đang trả cung thì cái điểm trả cung này về cơ bản chỉ số vn index vẫn đang giữ được ở trên vùng một không và tuần tới thì như ông đó phân tích rồi vùng một không đến vùng một không nó sẽ là những cái điểm điểm gì điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng để thị trường chỉnh cung tất cả cổ phiếu chỉnh cung và sau khi chỉnh cung tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy gì nó sẽ có một cái sự vượt thoát đi lên ở lần thứ hai để nó tiếp tục công vùng cản kỹ thuật 1120 1125 và chúng ta chờ đợi phiên giao dịch ngày thứ tư đó là một phiên cực kỳ quan trọng để nó phát đi ở những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo trong trường hợp nếu chỉ số VN index của chúng ta đóng ngày và đóng vượt lên được ở trên vùng 1120 đúng không ạ với lực cầu được cải thiện thì như vậy lực cầu được cải thiện đó là bao nhiêu đó là thanh khoản của thị trường tiếp tục duy trì ở khoảng tầm 950 đến khoảng tầm 1 tỷ cổ phiếu trên một phiên đó được khớp lệnh trên sàn hốt và được đẩy lên uh, uh, vượt thoát khỏi vùng 120 và hướng đến những cái vùng cảnh kỹ thuật 1150 ở đây thì nó sẽ rất là tuyệt vời thì như vậy là một vài cái ý để chúng ta nắm được uh, xu hướng của thị trường ở trong tuần mới phần thứ hai thì ông lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng thì như ông đã có nói ở đầu bản tin chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích tất cả những cái danh mục cổ phiếu mà chúng ta có đề cập đúng không ạ tuần này vick đây các anh chị à, yêu cầu vick có vick thì hiện tại chúng ta thấy rằng là VIX đang có một cái xu hướng kỹ thuật à, theo quan điểm kỹ thuật cùng rất là tốt ở trong tuần vừa qua khi mà chỉ à, cổ phiếu này tiếp tục có một cái đà tích lũy chỉnh cung chỉnh nền thành công ở quanh vùng 40 41 và bắt đầu nó có một cái gáp tăng đẩy lên đây thì đây là một cái gáp hở từ vùng ở đây đó là vùng 43 chính vì vậy nên là về quan điểm kỹ thuật thì VIX nên quay trở lại lấp gáp và à, cái điểm lấp gáp hợp lý đó là vùng 43 đến vùng 44 đây là vùng mua các anh chị nhé các anh chị có thể canh mua ở cổ phiếu Vinhome cũng rất là đẹp rồi. Vinhome ở đây thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng đã hình thành được một cái kênh xu hướng và cái vùng tích lũy ở vùng 3738. Tuần vừa qua thì nó đẩy lên được đến đây điểm này là điểm 41, điểm 41 các anh chị và nó trả cung và sau điểm trả cung này thì lực cầu À, lực cầu bắt đầu à, lực cầu bắt đầu dồn và tuần tới thì cũng sẽ quan sát thêm ví dụ trên trạc kỹ thuật giờ mà nó đạt được những cây nến khoảng 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên đó là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời thì góc độ kỹ thuật ở tuần tới đó nó sẽ chỉnh về vùng 42 hoặc điểm sâu sẽ là vùng 41 các anh chị 41 đến 42 nó hở gáp ở đây thì như vậy là nó sẽ quay trở lại chỉnh cung lấp gáp và chúng ta có thể à, tham gia vị thế ở vùng này mục tiêu sẽ ngắm đến vùng 45 46 MVDG thì uh, các anh chị nắm được nội dung rồi Tức là cái kết quả kinh doanh của nó không thực sự khả, khả quan Nhưng ở trong ngắn hạn thì cũng thấy rằng ở vùng 34, 35 uh, Nó cũng đang có một cái hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt Ở trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục test hỗ trợ kỹ thuật 37.5 Và tiếp tục hướng vùng giá mục tiêu 42 uh, Lên truy soát được 42 thì đây đang là những cái nhịp gì ạ? Cổ phiếu chỉnh cung Thì tuần tới ở vùng 37.5 đến vùng 38 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật Mà các anh chị sẽ uh, tiếp tục uh, quan sát để chúng ta phân tích đánh giá cổ phiếu mansan Man san ở trong nhịp này thì có khuyến nghị các anh chị là chúng ta phải gom từ từ, gom chậm, gom chắc và Man san thì chúng ta hướng đến những cái đích đến đánh dài. thì ở trong ngắn hạn chúng ta thấy rằng là Man san có vùng hỗ trợ kỹ thuật 61 đến vùng 62 ở tuần trước thì nó từ đây thì nó cũng có vượt thoát lên và hướng lên vùng cản kỹ thuật 64, 65. thì tuần này cũng như vậy nó công ở vùng 64, 65 và điểm phiên giao dịch ngày thứ năm thì ngày mùng 9 đấy, ngày 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 thứ năm thì nó tiếp tục công vùng 64 65 nhưng nó công không thành và đây đang là những cây cây nến mang tính điểm lùi. Thì điểm lùi như vậy là nó sẽ lùi lại về vùng 60 đến khoảng vùng 61 thì tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá. Vinamilk cũng đang có một cái dòng tiền tương đối là tốt các anh chị nhá. Vinamilk đang có một cái dòng tiền tương đối là tốt và <laughs> trong tuần vừa qua thì Vinamilk cũng đã uh, hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở khoảng quanh vùng 72 tức là nó đã công thủng vùng 71 và hướng lên vùng giá mục tiêu 72 đồng thời thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba vùng 69.5 đến vùng 70 nó cũng đã tích lũy rất là thành công thì như vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày thứ năm và thứ sáu thì Vinamilk liên tục xuất hiện những cây nến giờ ở đây là những cây nến hammer đỏ đặc và chúng ta thấy rằng là lực chốt rất là mạnh với một cái góc độ chốt như vậy thì khả năng tuần tới Vinamilk sẽ lùi về khoảng 69 còn điểm sâu hơn điểm sâu hơn thì nó khả năng nó sẽ về khoảng quanh vùng 67.5 thì tùy cái xu hướng thì cũng sẽ tiếp tục chúng ta sẽ phân tích. <laughs> nhóm ngành chúng ta đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì hiện tại bất động sản khu công nghiệp vẫn đang uh, có một cái xu hướng dòng tiền uh, khá là tốt. Và trong tuần vừa qua thì nhìn chung ở tất cả các cái target kỹ thuật của cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đều đạt được mục tiêu. Thì đối với KBC trong tuần cũng có phân tích ở vùng 27.8, 27 27.7 đến khoảng vùng 30 mươi À, xin lỗi cả nhà đến vùng 28 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày thứ hai cổ phiếu bắt đầu quay trở lại test cung và bắt đầu nó công cản vùng 29 khi đến vùng 29 thì nó test rất nhẹ nhàng về khoảng vùng 28.5 và tiếp tục hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 à, đó là vùng mà, mà chúng ta có đề cập ở trên bản tin tuần và trong tuần thì như vậy KBC đánh cực khỏe và lên được đến vùng 31.5 ở đây thì nó đang có những cây nến giờ sideways như vậy trong tuần tới thì vùng chỉnh cung mục tiêu nó sẽ chỉnh về vùng 30, còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 29.5. Tại đây thì chúng ta, <laughs> các cây anh chị em mà chúng ta đang cầm thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ căn cứ tín hiệu của thị trường, thì như vậy chúng ta có thể cân thêm. Và mục tiêu thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ở hướng vùng cảng kỹ thuật 31 đến khoảng vùng 31.5. Trong nhịp này thì KBC hoàn toàn có xu hướng có thể bứt vùng cản 31.5. ITA mẫu hình gom dài đánh dài nhỏ nhẹ à, đúng ạ và trong tuần vừa qua thì như vậy ITA cũng test rất thành công ở vùng 5 đến vùng 5.15 các anh chị nhìn thấy những cây nến giờ ITA rút về vùng 5 và sau đó thì đều đều bứt thoát đi lên đó là cái sự thành công rất là lớn của ITA đồng thời ITA cũng công được vùng cả cái thuật vùng 5.4 5.6 đây và hiện tại thì ITA cũng đang có những cây nến giờ xây rất là đẹp nó test về vùng 5.4 thôi và lực cầu thì cũng đang khá là tốt rồi, 1,5 triệu cổ phiếu trên đến giờ. Như vậy, tuần tới thì kỳ vọng là ở vùng 5.4 ITA sẽ có thể là uh, test thành công hoặc nếu không thì nó có có, có điểm lùi ở 5.3 đây. Và mục tiêu thì cũng vẫn tiếp tục là ngắm nhịp này thì ITA sẽ ngắm về vùng cản 5.8 và khỏe hơn sẽ là ở khoảng quanh vùng 6. Cổ phiếu GSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt của nhóm ngành uh, bất động sản khu nghiệp thì ở trong tuần vừa qua như chúng ta đã có phân tích ở đây vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 SCC sẽ tiếp tục test tích lũy và các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày thứ hai thứ ba thì SSC đã test rất thành công và nó bứt được vùng cản 35 hướng tới vùng 36.2 và trong tuần thì SCC đã có một cái lực tăng rất là mạnh hướng được lên trích soát ở vùng 39 ở đây là cản rất mạnh ở đây bên này thì như vậy 39 và hiện tại thì nó đang sideways và biên sideways này thì cũng cực kỳ đẹp mặc dù thị trường chỉnh cung nhưng đó, bất động sản hữu công nghiệp vẫn hiên ngang đứng sừng sững các anh chị vẫn ngon thì ở đây tuần tới SSC sẽ có vùng quay lại ở khoảng vùng 37 điểm sâu hơn sẽ là vùng 36.2 thì về 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 xu hướng kỹ thuật là sau khi mà SSC bứt ở cái cản kỹ thuật 36.2 thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ thường thường nó sẽ có xu hướng quay trở lại các anh chị nó sẽ quay trở lại để uh, test công tích lũy tức là vùng 36.2 đến khoảng vùng 36.5 đó test ở vùng này đây ông ghi lại đây này. 36.2 đến khoảng vùng 36.5 nếu như mà cổ phiếu SJC test ở trên vùng này thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời để giúp cho cổ phiếu có thể uh, tiến lên vùng cản chín hướng về target kỹ thuật 40 IDC cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ cơ bản tốt của nhóm anh này uh, thì về mặt kỹ thuật trong tuần thì có dự báo là gì vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh 44 và uh, trong tuần thì như vậy là IDC chỉ test lại uh, lanh quanh cái mút nến của cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu thôi. Đấy à, anh chị đây, cái điểm này thì nó về lùi sát về cái điểm thứ sáu đây. Và điểm này cũng như vậy. Sau đó thì IDC đã tiếp tục bứt được cái vùng cản 46 để hướng về vùng 48 48 đến vùng 50. Như vậy trong tuần thì IDC cũng có một cái điểm đánh cực kỳ đẹp. Như vậy bất động sản của công nghiệp trong tuần vừa qua là đánh rất là ok. Và sau khi tiệm cận vùng 50, đây là vùng cản kỹ thuật thì xu hướng IDC tuần tới sẽ quay về vùng 48 điểm sâu hơn sẽ là vùng 47.5. Tại đây 47.5 à xin lỗi cả nhà vùng 47 47 đến khoảng vùng 48 là hai điểm lùi chứ không phải 47 năm đâu nó khả năng là nó có thể nó sẽ có những điểm test sâu bởi vì IDC nó thường như vậy nó có điểm test sâu ở 47 và mục tiêu ở uh, test thành công ở vùng này chúng ta tiếp tục ngắm target kỹ thuật 50 xa hơn sẽ là ở khoảng quanh vùng 52 VGC cũng đánh rất là tương ở trong tuần vừa qua <laughs> đó thì như cũng có phân tích ở đây vùng 45 đến vùng 45.5 ở đây là vùng hỗ đợi kỹ thuật các anh chị nhìn thấy đúng không ạ nó chỉ test loanh quanh về mút nến của ạ phiên thứ sáu tuần trước và nó có một cây nến ở uh, bứt cây nến giờ bứt thoát vùng 47 sau khi nó thoát vùng 47 rồi thì nó lại test lại vùng 47 đây các anh chị cực kỳ đẹp luôn và nếu như học về kỹ thuật ở đây thì như vậy là sau gì bứt 47 thì chúng ta lại mua đặt những lệnh mua ở quanh vùng 47 đây và tuần này hoàn thành vùng giá mục tiêu 49 và rất khỏe là lên được vùng 51 đến khoảng vùng 52 thì ở đây vùng 51 52 nó lại là cản rồi các anh chị thì các anh chị để ý ra đây bản chất là phiên giao dịch ngày thứ năm tức là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 thì như vậy là SVGC đã bắt đầu chỉnh cung tích lũy tức là bản chất là ai chốt thì sẽ chốt ở những cái này và họ lại mồi lên và ai chốt ở cái này và có thể là tuần tới nó sẽ sẽ đẩy lại ở khoảng quanh vùng mấy đây này 48.3 đến khoảng vùng 49 là vùng hồ đất kỹ thuật của VGC tích lũy thành công ở vùng này thì rất cao khả năng là thị trường và cổ phiếu nó sẽ xuất hiện một cái nến uh, xanh và đẩy vượt thoát vùng 51 52. nó và để hướng về những cái vùng target mục tiêu cao hơn. Như vậy về góc độ kỳ vọng là quan là nhóm ngành cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đó. Nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép và đối với nhóm ngành này thì Hùng Lê đã có phân tích khuyến nghị là chúng ta phải chơi trận này và phải chơi trận đầu. Bởi vì khi hồi thị trường hồi thép sẽ là cái thằng nó quăng trài nhanh nhất đúng không? Và với thời điểm hiện tại giá thép thế giới đang tăng. Các anh chị giá thép thế giới đang tăng đó là một trong những cái gì ạ? Một trong những cái tín hiệu nữa để giúp cho chúng ta kỳ vọng à, cổ phiếu sẽ có cái sự phục hồi tốt. Thì đối với Hòa Phát như hùng đã có phân tích ở đây đúng không ạ? Sau cái điểm lùi của phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần trước ở đây, ở vùng hỗ trợ kỹ thuật đây cực đẹp luôn. Đó là vùng 24.5 đến vùng 24.7 đây. Đây là những cây nến uh, cực đẹp và uh, cái cây nến kết thúc phiên của tuần trước như vậy thôi. Đây là những cây nến giờ và nó gì Nó công lên vùng 25.5 thì như vậy là ông có dự báo về cái khả năng là cổ phiếu này sẽ kéo với vùng 26 và khi về đến vùng 26 đây nó test cung cực đẹp luôn nó test lại ở cái điểm 25.5 nó cứ sideways sideways đây và sau đó thì lực cầu bắt đầu tiếp tục được đẩy vào ở phiên 7 tháng 8 ngày 7 ngày 8 và Hòa Phát đã lên được một cái target cực cao ở trong tuần vừa qua đó là nó xuyên thủng vùng 26.7 để đi về vùng 27.5 ở trên góc độ kỹ thuật thì ở đây nó đang là vùng cảng kỹ thuật rồi nên xu hướng cổ phiếu nó cần phải sự nghỉ ngơi thì cái sự nghỉ ngơi ở tuần tới ở uh, nghỉ ngơi ở tuần tới đẹp á là các anh chị uh, ke ke hùng ở đây là vùng 26 26 năm đây các anh chị. Uh, Hòa Phát sẽ chỉnh về đây, tích lũy ở đây, chỉnh cung chỉnh nền đẹp và sau đó thì lực cầu tiếp tục đẩy lại thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 27.5. Nhịp này thì HPG có thể hướng về vùng 28 đến khoảng vùng 28.3. Nam Kim cũng cực kỳ là sắc nét và đẹp ở trong tuần vừa qua. Đó, đây. Thì uh, kết thúc bản tin tuần đúng không ạ? Chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 19 đến khoảng vùng 19.2 các anh chị đây những cây nến giờ nó test gọi là gọi là như giáo án không phải là giáo án nữa mà cái giáo án này nó nó đẹp nó đẹp vô cùng bởi vì khi ông đã phân tích là gì uh, nam kim nó có một cái đặc tính là gì sau một cây nến giờ đó, đúng không thì nó sẽ có hai cây nến đó, test lại đây, các anh chị một cây nến giờ lên ba cây nến giờ test lại một cây nến giờ lên hai cây nến giờ test lại thì như vậy là gì ở à, đây cây nến kết thúc tuần trước đấy nó hai cái nến thì kiểu gì nó cũng quay lại nó test và vùng 19 19.2 các anh chị mua mua xong và các anh chị chỉ có ngồi nhìn thôi các anh chị ơi đẹp quá đẹp như thế này mà không mua thì là mua cái gì đúng không ạ công thủng vùng 20 lên vùng 21 và tiến đến tiến đánh vùng 22 đấy như vậy là phiên ngày hôm nay nó tiếp tục công vùng 21.5 thành đây là một cây nến giờ này cây nến này là cây nến đáng lưu tâm như vậy thì uh, mặc dù là nó không 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 đạt được cái vùng cao nhất nhưng quan điểm là vẫn đẹp đó các anh chị đây thì bây giờ là chúng ta sẽ gì vùng 19.8 20 20.3 tuần tới nó chỉnh cung về đây tích lũy thành công ở đây thì như vậy là gì uh, và lực long uh, có những cây nến giờ xuất hiện những cái lực long quay trở lại đây như vậy các anh chị cần thêm và mục tiêu chúng ta lại tiếp tục ngắm 21 21.5 vùng 22 và và khi mà nam kim vượt thoát vùng 22 thì 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 như vậy là chúng ta sẽ có một cái trend kỹ thuật của của thép đẹp lắm các anh chị đẹp vô cùng luôn đó và chúng ta sẽ chờ đợi điều này và và khả năng cao thì sóng tăng này sẽ là sóng tăng của thép nên là các anh chị cứ yên tâm à, cổ phiếu HSG cũng cực kỳ là nét luôn bốn con mã đầu ngành của thép cực kỳ nét luôn thì đối với hoa sen đây thì Hoa Sen là kết thúc tuần trước đúng không? Đã, đã xây dựng đã, đã đã bảo đây là đây là hai cây nến giờ cực kỳ đẹp và trong tuần thì như vậy là Hoa Sen tiếp tục gì ạ? Nó tiếp tục test ở vùng quanh vùng 19.5, nó kéo lên và nó lại tiếp tục quay trở lại vùng 19.5 ở đây cực kỳ đẹp luôn. Và kể từ đây thì uh, tạo lập họ dồn tiền, họ đánh và như vậy là vùng 21.5 đến vùng 22. Ờ, phiên ngày hôm nay thì có chỉnh cung chung thôi, như vậy là tuần tới các anh chị vùng 20 20.5 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu ờ, hoa sen, nó sẽ tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng này, tiếp tục nâng target lên vùng 21.5, vùng 22 và chờ đợi tín hiệu uh, tạo lập hoặc đánh vượt thoát vùng 22. VGS cũng cực kỳ đẹp luôn. <laughs> trong tuần vừa qua thì VGS ở đây các anh chị đó thì như có đó phân tích ở đây này VGS nó sẽ loanh quanh khoảng quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 18 ở đây cây đến ngày và gần như là cây đến đầu tuần thì gần như là VGS không test được về đến những cái vùng hỗ trợ mục tiêu và nó hoàn thành luôn cái vùng target mục tiêu 19 ở trong phiên ngày 7 và tiếp tục hoàn thành target mục tiêu 20 ở trong phiên ngày mùng 8 và tiếp tục leo lên target vùng 22 như vậy là gì ở một cái điểm đánh cực kỳ là khỏe của cổ phiếu VGS ở đây là vùng 22 là vùng cản rồi và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là những cây nến giờ bắt đầu chậm đà tăng. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu cần phải chỉnh cung tích lũy chỉnh nền. Và tuần tới nó sẽ ở khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20.3. Đây sẽ là ở đây sẽ là cái vùng chỉnh cung mục tiêu để giúp cho cổ phiếu VGS nó tích lũy chỉnh nền và tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng cản cái tuần 22. Bay vùng 22 thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Cổ phiếu TVN trong tuần vừa qua cũng đã có những cái tín hiệu hết sức là lạc quan Đúng không ạ? Lạc quan rồi Đó, vùng 5.7 đến vùng uh, 6 uh, Nó sideway Và sau đó thì cổ phiếu này bắt đầu đánh vượt thoát Ở vùng 6, hiện tại đang hướng về vùng 6.2 Tuần tới thì khả năng nó sẽ vẫn còn Những cái điểm test kỹ thuật lại Ở khoảng quanh vùng 6 Bởi vì thị trường nó sẽ còn rơ lắc Và cổ phiếu nó sẽ còn rơ lắc lại Ở quanh vùng 6 uh, Thậm chí là vùng 5.9 5.9 đến khoảng vùng 6 đó, nó sẽ nó lắc lại vùng này, 5.6 tích lũy thành công như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 6.4 đến khoảng vùng 6.5. TLH lực cầu tốt. À, TLH thì nó đánh rõ 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 về 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 về, về, về. sóng hơn so với TVN. À, thì đối với TLH ở trong tuần vừa qua lực cầu khá là ok Bắt đầu có những cái phiên nến giờ đặt lên khoảng tầm 200.000 trên một giờ Và ở đây thì vùng 6.7, vùng 6.8 tiếp tục là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là đắc lực của cổ phiếu Và cổ phiếu đã có à, gọi là đã đánh vượt thoát được vùng 7.2 lên cao được vùng 7.6 và đây đang là điểm lùi. Thì điểm lùi này nó hoàn toàn hợp lý thôi bởi vì là sau khi mà nó công lên vùng cản thì nó sẽ quay trở lại test cản, tức là nó sẽ tát lại test lại 7.2. Còn sâu hơn sẽ là 7.1 hoặc là vùng 7, tức là vùng 7 đến khoảng vùng 7.2 nó sẽ trở thành nhợ vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn của cổ phiếu này. Tích lũy thành công như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá mục tiêu tiếp theo, đó là vùng 8 nhóm ngành thì phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì đối với nhóm ngành này thì hùng cũng đã có um, khuyến nghị các anh chị đây cũng là nhóm ngành chạy trận đầu vì vậy chúng ta phải hướng dòng tiền ở uh, trong cái trận đánh đầu tiên để chúng ta có thể gì ạ, thu được cái lợi nhuận uh, ngay chứ còn ví dụ những cái nhóm mà chúng ta chưa có dòng tiền mà chúng ta lại mua vào uh, thì như vậy nó sẽ rất là khó đúng không ạ thì đối với KSB ở đây chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 22 đến khoảng vùng 22.5 trong tuần vừa qua tiếp tục là vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực để giúp cổ phiếu về vùng 24, 24.3 thì khi về đến cái vùng cảng kỹ thuật này về đến vùng cảng kỹ thuật này thì cổ phiếu có một cái nhịp test cung quay trở lại đây và nhịp test cung này thì rất là đẹp anh chị ở nó nó test lại quanh vùng 23 nó xây ở đây thì bây giờ nó test lại bên này vùng 23.2 và sau đó thì lực cầu dồn rất là mạnh để đánh cổ phiếu lên vùng 26 như vậy là trong tuần thì nó tiếp tục hoàn thành lên được cái target mục tiêu vùng 26 ở đây thì chúng ta thấy rằng khi vùng về vùng 26 cổ phiếu bắt đầu có khoảng lùi và đây là những khoảng lùi rất hợp lý. Vùng 24 đến vùng 24.5 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần tới tích lũy thành công. Chúng ta tiếp tục ngắm về cản 26. Break được vùng cản 26 thì khi đó sẽ xây lên vùng 28. PLC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là nhạy của nhóm ngành đầu tư công thì trong tuần vừa qua thì như đã chúng ta đã có phân tích rồi vùng 28 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba thì cơ bản là PLC xây nền và cái đặc tính tạo lập của con này là nó chỉ kéo một hai cây nến thôi là như vậy là nó về được vùng target mục tiêu luôn và nó cũng đã hoàn thành target tuần ở vùng 30.8 đến khoảng vùng 31 ở đây đó và sau khi hoàn thành target mục tiêu thì ở đây đây là một cây nến giờ chỉnh này thì không biết là nến thật hay là nến giả nhưng mà nó 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 test khá là sâu tức là nó test về đến tận vùng 28 sau đó nó rút chân lên à thì trên các độ kỹ thuật ở trong tuần tới theo uh, quan điểm bản nhân hùng Lê như vậy là cổ phiếu này sẽ quay về vùng 29 cộng trừ 0.3. Đó, đây sẽ là một cái biên 29 cộng trừ 0.3 sẽ là biên tích lũy của PLC để uh, cổ phiếu tiếp tục hành trình công lên vùng 31.5 đến khoảng vùng 32. BCC thì ở đây có vùng 8.7 đến vùng 9 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và tuần này thì nó công lên được cản kỹ thuật là vùng 9.7 và khi gặp vùng 9.7 đến vùng 10 ở đây thì đây là vùng cản kỹ thuật nên xu hướng kỹ thuật là cổ phiếu nó sẽ quay trở về chỉnh cung tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 9.3 à, tiếp tục đánh giá hỗ trợ uh, vùng này tích lũy thành công vùng này như vậy sẽ hướng tiếp tục hướng về vùng cản 10 và xa hơn sẽ là vùng 10.5 đến khoảng quanh vùng 10.7 của cổ phiếu BCC VCG cũng có một cái lực đánh cực kỳ là tốt ở trong tuần vừa qua thì như chúng ta có phân tích ở đây đó vùng 20.8 đến khoảng vùng 21.2 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai cổ phiếu bắt đầu quay trở về chỉnh cung test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật và từ đây cổ phiếu tích lũy thành công và vượt thoát ở đây nó vượt thoát vùng 22 hai cây nến này là cây nến break cản vùng 22 với lực cầu đánh cực kỳ tốt ở trong phiên ngày 8 Và đã giúp cho VCG bứt cản vùng 22 và tiếp tục hướng về ở vùng target mục tiêu 23 đến vùng 23.5 như vậy về lý thuyết là trong tuần là cổ phiếu này cũng đã hoàn thành được cái target mục tiêu 23.5 và khi về 23.5 này thì đây cũng có một cái lực chỉnh này nó test lại này và phiên ngày hôm nay cũng như vậy như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở góc độ như thế nào tức là tức là nếu 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 xét về kỹ thuật như vậy là cực kỳ đẹp như vậy tuần tới thì khoảng 22.5 2.8 22 đây 2 5 2 8 là vùng gì mà cổ phiếu VCG sẽ tiếp tục tích lũy trở lại hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 22.3. Ờ à, kỳ vọng tích lũy thành công và chúng ta chờ đợi một cây nến giờ đẩy uh, ngược lên uh, vượt thoát vùng 23.5 thì khi, khi đó thì chúng ta có thể hoàn toàn uh, nâng target kỹ thuật lên khoảng vùng 24.5 đến khoảng quanh vùng 25 thì cứ từ từ để chúng ta xây. CMCQ4 ở trong tuần vừa qua <laughs> cũng đánh tương đối là đẹp. Đó thì ở vùng 10.5 đến vùng 10.8 các anh chị nhìn thấy là cổ phiếu liên tục tích lũy ở bên này đúng không ạ? Và sau khi tích lũy thành công rồi thì cô 4 đánh về vùng 11.5 đến vùng 12 và trong tuần vừa qua thì hai lần công 12 nhưng chưa thành. Ờ cây nến giờ này là quên đến cực đẹp các anh chị này. Nó chỉ lấp 1/2 cái thân nến giờ trước đó thôi, như vậy là cực kỳ đẹp luôn. Như vậy là tuần tới thì khoảng vùng 11.3 11.5, tiếp tục là vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực và cô 4 rất có thể khả năng là CNQ4 sẽ đánh vượt thoát vùng 12 để hướng về các cái target kỹ thuật cao hơn. FCN cũng đánh rất là khỏe trong tuần vừa qua. <laughs> thì đối với FCN chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần đó là vùng 12.5 thì các anh chị liên tục nhìn thấy đúng không ạ? Phiên ngày 7 ngày 8 cổ phiếu tích lũy ở vùng 12.5, 12.7, 12.8 ở đây. Và sau khi tích lũy đủ lớn rồi thì như vậy là lực cầu dồn đánh ở trong phiên ngày 8 và đưa ở cái target kỹ thuật tuần của cổ phiếu FCN về 14 trên 14. Có thời điểm là phiên này hôm nay là đã công lên đến vùng 15 rồi. Ok đến giờ này thì không thực sự là quá đáng ngại đâu các anh chị. Như vậy là tuần tới thì vùng 132 À vùng 13.2 đến vùng 13.5 đó là vùng mà gì à, FCN sẽ tích lũy chỉnh cung ở đây, tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm à, về vùng cảng kỹ thuật ở đây là đương nhiên đầu tiên nó phải công lại vùng 14.5 và khi vừa thoát được vùng 14.5 thì có thể hướng về à, cái điểm cao hơn ở đây là vùng 15 đến khoảng vùng 15.5. LCG cũng rất là phe ở trong tuần vừa qua. Đây thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 10.5 đến khoảng vùng 10.2 đây này kéo lại nhá. 10.5 đến khoảng vùng 10.7 tuần trước và tuần này thì gần như LCG cũng chỉ test lanh quanh ở vùng 11 thôi. Đúng không? Sau hai cây nến giờ của phiên ngày thứ sáu thì như vậy LCG chỉ trả cung khá là nhẹ quanh vùng 11. Và nó có vùng 11.5, sau đó nó lại tiếp tục nó nhả cung lại ở khoảng quanh vùng 11.2 và tuần này thì nó đang hướng về cái vùng giá mục tiêu ở vùng 12.5. Góc độ kỹ thuật của LCG lực cầu đang tương đối là ổn và tuần tới nó sẽ có khoảng lùi, khoảng lùi ở đây nó sẽ về khoảng quanh vùng quanh vùng 11.5. Tích lũy thành công ở vùng 11.5 như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng mục tiêu 12.5 đến vùng 13 và bứt được cả 13 thì cái đó ông sẽ tiếp tục cùng phân tích. Cổ phiếu HHV cũng rất là đẹp. Đó, vùng hỗ trợ 14.2. Đây các anh chị nhìn thấy đấy ạ. Thứ hai và ngày thứ ba thì như vậy là gì? Cổ phiếu test về vùng hỗ trợ kỹ thuật 14.2. Và sau đó thì nó tích lũy đủ lớn thôi thì nó sẽ tiếp tục công cản vùng 15 năm đến khoảng vùng 15.7, 16 và trong tuần thì đâu đó nó về được khoảng tầm 15.7 này. Đó chưa về được 16 nhưng mà lên đến đây thì nó bắt đầu có khoảng lùi và tuần tới ở vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 Đây là khoảng lùi hợp lý và tích lũy ở thành công ở vùng này Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về cản kỹ thuật 16 Bứt được 16 thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về các cái, kỹ thuật cao hơn ở trên này Thì đối với nhóm ngành đầu tư công ở quan điểm kỹ thuật hiện tại thì chúng thấy rằng cũng đang rất là ok cho cái xu hướng tăng điểm một nhóm ngành Phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Đây là một nhóm ngành chiến lược và trong thời điểm hiện tại đang có sóng ngành. À, dòng tiền đang đánh cực kỳ tốt và đang hướng về nhóm ngành này. Đó là những cái lý do chính để giúp cho ông Lê à, nhận diện rằng à, xu hướng kỹ thuật của nhóm ngành này nó đang rất là tốt và đã khuyến nghị à, trong team là, là tập trung để chúng ta đánh à, cổ phiếu bất động sản dân cư. À, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu sell. thì ở đây <laughs> đây là cái điểm mà chúng ta vào phiên giao dịch tuần đúng không anh chị? Từ phiên ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 đây. Thì như vậy là SEO có cái vùng hỗ trợ 21.3, 21.5 ở đây Đây là vùng 21.5 Thì các anh chị nhìn thấy những cây nến rời của SEO test rất thành công Đó, test rất thành công Và sau đó thì SEO có một cây nến Hammer rất mạnh đẩy thoát vừa thoát vùng 22.3 Thì khi mà vừa thoát vùng 2.3 thì target kỹ thuật nó sẽ lên vùng 24 Và thoát vùng 24 thì nó sẽ lên ở đây Nó sẽ lên cái target tiếp theo ở khoảng vùng 26 Nhưng mà nó lên được khoảng tầm vùng 25.5 ở đây Thì nó đang có một khoảng lùi À, khoảng lùi này rất là hợp lý Bởi vì uh, nó kéo rát quá Bởi vì nó kéo từ vùng 19 mà Và lên đến tận vùng 25 Tức là kéo 6.000 đồng trên một cổ phiếu Và 6 chia cho 19 trong vòng 2 tuần 6 chia cho 19 Như vậy là kéo được 31.5% Trong vòng 2 tuần Lợi suất trong vòng 2 tuần lên 31.5% Đấy là một mức tăng Một mức tăng ấn tượng anh chị 2 tuần như vậy là nó quá khiếp khủng luôn Quá khiếp khủng luôn anh chị nhé Đó gửi ngân hàng một năm được khoảng đâu đó cho được 7 phần trăm đi đó năm bảy ba là chúng ta phải 5 năm 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 gửi ngân hàng bằng bằng con xe nó chạy có hai tuần thôi đó là một cái mức lợi suất nó cực kỳ khủng hoảng luôn và chính vì nó tăng tốt như vậy nên nó phải có điểm lùi và điểm lùi ở tuần tới 20.822 khoảng vùng 2.2 đây là cái vùng mà dự kiến mà xe sẽ quay trở lại chính công tích lũy ở đây thì cũng sẽ đánh giá tiếp HDG cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ tuyệt vời Nói chung là ông đã lọc ra những cái mã cổ phiếu rất là tiềm năng, rất là tốt cho các anh chị tham khảo Thì đối với HDG tuần trước, nó chạm vùng 27 ở đây Thì như ông đã có phân tích ở đây, kiểu gì nó cũng lùi và nó lùi lại vùng 26, 26.5 Đây các anh chị, cực đẹp luôn Tích lũy thành công ở vùng này, lực cầu bắt đầu gì đẩy vượt thoát vùng 27 và nó hướng lên target tiếp theo 27.5 và tuần này thì nó suy... à, nó lên được vùng 28.5 cực đẹp luôn và khi mà lên đến vùng 28 thì nó đang tạo một cái biên sideways ở đây biên sideways này cực đẹp tuần tới đo test lại vùng 27.5 còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 27 mục tiêu thì vẫn tiếp tục là gì kỳ vọng là HDG sẽ bứt thoát vùng 28 để đi về vùng 29.5 và thậm chí nhịp này HDG có thể ngắm lên khoảng vùng 7 à, HDC cũng rất là là đẹp <laughs> Trong tuần thì HDC đã test thành công ở vùng 31.5 đến vùng 32. Đây các anh chị, đây là điểm 32 và đây là điểm 31.5. Và cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, lực cầu được đẩy và cổ phiếu vượt thoát vùng 33.5. Khi thoát vùng 33.5 thì chúng ta sẽ hướng về target mục tiêu 35 đến khoảng vùng 36 và hiện tại thì cổ phiếu đang tạm dừng ở khoảng vùng 35.3. Thì đây là một khoảng lùi rất là là bình thường thôi, nó kéo lên rồi nó lại xả xuống, nó kéo lên rồi xả xuống như vậy tuần tới À, nó sẽ về vùng 3.5 có điểm sâu hơn ở đây này Vùng giá mục tiêu mà có thể tiếp tục thu gom Đó là vùng 32.8 đến khoảng vùng 33 Nam Long cũng cực kỳ đẹp Đó Nam Long cực kỳ đẹp Và chúng ta nhìn thấy đây Nam Long à, sau những điểm mà Nam Long tích lũy Ở vùng 31.5 đến vùng 32 à, Nam Long nó có một cái điểm đẩy vượt thoát lên Và thoát vùng 33 sau đó nó test lại vùng 32.5 Và kể từ đây thì lực cầu thì ạ. Đây phiên mẫu chốt vấn đề là phiên này và cây nến giờ này là cây nến giờ cực kỳ đẹp của Nam Long với lực cầu đẩy gấp đôi trung bình 21 phiên và gì ạ? Đây, nó vượt thoát vùng 33 với lực cầu vừa cung cầu xác nhận và kể từ đây thì Nam Long bắt đầu kéo lên vùng target 36, hướng về mục giá mục tiêu tiếp theo là vùng 38 và cây nến ngày hôm nay thì suýt soát vùng 38 này. Và nó đang có một khoảng lùi vì Nam Long nó kéo cũng khá là rát nên cái câu chuyện nó lùi lại nó là bình thường. Thì tuần tới nó sẽ lùi lại ở khoảng quanh vùng 36, điểm 36 thì chắc chắn lùi lại rồi. Thế còn cái điểm 35 có hay không thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích nhưng khả năng là nó sẽ lùi lại khoảng quanh vùng 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 30 mấy đây này, 34.5 đến khoảng vùng 35. Đây là cái khoảng lùi hợp lý theo quan điểm của như vậy. Lùi đây tích lũy thành công rồi thì khi đó Nam Long nó lại tiếp tục uh, công tiếp ở những cái vùng target tiếp theo và quan điểm thì Nam Long vẫn rất là đẹp. Đạt Phương cũng cực kỳ đẹp, các anh chị lưu ý. À, các anh chị đang cầm Đạt Phương thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ canh thêm các cái điểm mua. Thì đối với đạt phương như đã có phân tích ở đây, trong tuần mới thì như vậy là đạt phương nó sẽ loanh quanh ở vùng 35.5. Các anh chị nhìn cái đường la ngang đây là 35.5 và nó test tích lũy ở đây thôi. Sau đó đạt phương uh, vượt thoát vùng 37, hướng lên vùng 38 và uh, hiện tại thì hai cây đến kết tuần thì nó đang hướng lên được cái vùng giá mục tiêu ở 40 40.5. Phi, phiên ngày hôm nay mà đóng ở trên 40 thì 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 quá là viên nhãn luôn, nhưng mà cây đến kết phiên thì uh, cây đến giờ kết phiên thì phải chấp nhận thôi. Uh, như vậy tuần tới 38, 37.5 đến khoảng vùng 38. Đây là vùng lùi kỹ thuật của Đạt Phương. Còn điểm nếu có qua đắt lắm thì nó sẽ lùi về khoảng quanh 37. Tại sao nó lùi, 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 lùi về 37? Bởi vì 37 là vùng cản kỹ thuật ở bên này. Sau khi nó bứt qua thì như vậy nó có thể là test lại vùng 37 ở đây. Và đó sẽ là những cái vùng giá mục tiêu cực kỳ đẹp. Đó, chúng ta sẽ quan sát cung cầu chúng ta sẽ quan sát chỉ số vn index và khi mọi thứ nó ổn hỏa và cổ phiếu chỉnh cung về đến đây như vậy là đấy là những cái cơ hội vàng KDH đó thì trong tuần thì chúng đã có phân tích ở đây vùng 29 29.5 đấy các anh chị. Đó, nó test về đúng cái vùng hỗ trợ thuật và thì nó bắt đầu bật lên. Thì target 1 là 31. Đấy, bứt được cản 31 thì nó sẽ hướng về vùng 32.3 và đây là một cây nến giờ mà nó hướng về đến tận vùng 32.8 một cái target cực kỳ là cao. Và bây giờ nó bắt đầu có một khoảng lùi thì khoảng lùi này nó sẽ lùi về vùng 31 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 30.5 thì tuần tới thì cũng sẽ tập trung để đánh giá cái khả năng tích lũy ở đây 31.5 đến vùng 33 30, à, 30.5 đến vùng 31 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục à, ngắm về vùng cả thuật 32, 32.5 đến vùng 33, nhịp này KDH cũng đang rất là đẹp. DG cũng à, tốt. À, vùng 21.5, vùng 22 DG đã test cũng rất thành công và các anh chị để ý thấy là phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba và lên đến tận phiên ngày mùng 8. Thì như vậy là DG nó cứ zig zag zig zag ở khoảng quanh vùng 22 thôi. Đấy, nó test ở vùng này không thủng thì đấy là cực kỳ đẹp nếu mà thuần về kỹ thuật là các anh chị hiểu rồi đúng không ạ? À, bên này là cản 22 và sau khi nó bứt được vùng 22 thì nó test lại vùng 22 không thủng thì đấy là một trong những cái gọi là cái thước đo cực kỳ là 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 là, là quan trọng để giúp cho cổ phiếu và cũng giúp cho thị trường của chúng ta sẽ có những cái bước đột phá. Thì như vậy là DG công được vùng 24 và hướng về vùng giá mục tiêu 26 phiên ngày hôm nay suy soát đạt 26 và không sao cả cây nến này tăng thì cây nến giờ này giảm nó là câu chuyện bình thường và tuần tới vùng 24 và điểm sâu hơn ở đây là vùng 23.5 sẽ là những cái khoảng lùi về mặt kỹ thuật hoặc thậm chí sâu hơn sẽ là vùng 23 bởi vì các anh chị để ý là đây này về bản chất là gì đây nó có một nó công 23 và điểm này nó công qua thì như vậy là điểm bên này nó sẽ test lại và kể cả DG lùi về 23 thì đó cũng là một cái điểm lùi cực kỳ đẹp của DG đấy Novaland, Novaland cũng đẹp rồi. Đấy, hỗ trợ tuần 14 142 2 đấy các anh chị nhìn thấy chưa? Nó test về vùng 14 2 đúng không ạ? Nó cái rong rong thế này nó lóc cóc vào vùng 14.5 và tuần này đẩy lên vùng 16. Và hiện tại với cách đi của Novaland thì như vậy là sau cái một bứt vùng 16 thì cũng sẽ đề cập lên đến khoảng target 17.5 Đây đang là khoảng lùi thì khoảng lùi này cũng hoàn toàn bình thường Như vậy tuần tới nó sẽ chắc chắn nó lùi về vùng 16 Điểm sâu hơn ở đây nó sẽ là vùng 15, 3 hình như là 15 3 15 15 3 15 15 3 15 5 gì đây này đúng rồi 15 3 15 5 và uh, khi nó có những khoảng lùi về đây thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích những cái điểm hỗ trợ đó uh, ví dụ nó lùi về đây và liên tục là những có những cây nến giờ tích lũy này đúng không ạ rồi và sau khi nó có những cái cây nến giờ tích lũy rất chặt thế này và nó xuất hiện một cái cây như thế này nó ngồi lên như thế này thì mua thì còn cái gì nữa đúng không ạ đấy cách là như thế và cái điều quan trọng nhất là gì tín hiệu real time đó ví dụ nó, nó xong đấy nó tích lũy xong xong đấy nó xuất hiện một cái cây nến giờ nó như thế này xong cái ờ, khối lượng nó lại chọc đứng lên khoảng tầm độ 15 triệu 20 triệu ở đây thì không mua thì thì làm cái gì các anh chị ngồi nhìn à đúng không ạ đất xanh cũng đẹp đất xanh đông tuần hỗ trợ tuần 17.5 đến vùng 18 đây các anh chị đó phiên ngày 7 ngày 8 ngày 6 ngày 7 tích lũy Ngày 8 bứt thoát, khi nó bứt thoát ở vùng 18.5 rồi thì nó sẽ hướng về vùng 19.5 19.5 mà thoát được thì nó sẽ hướng lên cản 21 và phiên ngày hôm nay thì đất xanh ở vùng 20.8 Hơi tiếc nuối một tí, cái đoạn đấy nó tưởng nó đánh trần rồi mà cuối cùng nó lại lùi về 19.8 Thì không sao cả, bị gọi là hàng bắt đáy về thì họ chốt lại thôi, đấy là chuyện bình thường Và chốt lại xong thì cổ phiếu này nó sẽ lùi về vùng 19.5 điểm sâu hơn sẽ là khoảng vùng 18 7 đến vùng 19 đây là các vùng tích lũy mục tiêu và các vùng giá mục tiêu để cho gì để chúng ta uh, tiếp tục cân và nhịp này thì cũng sẽ tiếp tục đẩy cái target kỹ thuật của nó vượt thoát vùng 21 và ngắm lên vùng cả kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 22 PDR cũng là một mã cổ phiếu rất khỏe của nhóm ngành bất động sản dân cư và các anh chị để ý thấy rằng là vùng 21.5 đến vùng 22 trong tuần vừa qua là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần đúng không ạ cản trên của nó đây Cản trên của nó vùng 22.8 và bứt được vùng 22.8 thì ngắm lên vùng 24, 24.3 Là cái này Lùng đã có nói trong bản tin tuần rồi Và bứt được vùng 24.3 thì nó lại tiếp tục có cản tiếp theo này Cản tiếp theo là 25.5 25.5 bứt được thì nó sẽ hướng lên vùng 27 và phiên ngày hôm nay là suy soát lên được vùng 27 này 26.26.7 còn 0.3 nữa là về vùng 27 cây đến kết phiên thì nó hơi tiếc nuối một tí bởi vì nó mất đi cái nỗ lực liền trước đó như vậy tuần tới sẽ lùi về 25 còn điểm lùi sâu hơn sẽ là vùng 24 24.3 bởi vì sau khi mà ông bứt cái cản 24 24.3 này thì ông nên quay trở lại đây test cung ở tích đi chỉnh nến và sau khi mà nó zig zag zig zag xong và nó xuất hiện một cái cây nến hammer ví dụ xanh gì như thế này chẳng hạn thì đấy sẽ là cây nến mua. Đấy chứng khoán thì có như thế thôi các anh chị, có gì khó khăn đâu đó. Đấy. Thế còn đấy là đấy là, là thuận nhé. Thế còn trong trường hợp nghịch như nào nó xuất hiện ông đỏ quạch này thì bán đúng không Bởi vì như vậy là gì? Như vậy là ông thất bại rồi. Ông thất bại thì tôi bán. Đó. Thế còn lên thế này thì tôi mua. Còn còn còn, còn thế này thì tôi bán. Đó. Tức là gì? Chúng ta sẽ uh, có những cái thiên hướng kỹ thuật để chúng ta dựa vào những cái tín hiệu nến để chúng ta biết được là uh, tích cực hay là tiêu cực. À, rồi. Uh, nhóm ngành uh, chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí. PLX ngắn gọn thôi. Nhóm ngành dầu khí thì hình như cũng không có nhiều đột biến đâu. Đây. Uh, trong tuần có vùng 32.5 đến 33 là hỗ trợ này nó cứ sai quay như vậy thôi có đẩy lên được cái target tuần ở vùng 34.5 đến vùng 35 sau đó nó chỉnh cung à, cây nên kết thúc phiên thì nó chung với cả thị trường thôi như vậy tuần tới ở vùng 32 32.5 đến vùng 33 thì như vậy là sẽ tiếp tục gì ạ à, tích lũy à, đối với PPS, ở trong tuần thì mình có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 3 34 34.8 ở đây thì nó liên tục nó bám biên 34.8 ở đây này và target mục tiêu ở vùng 3738 thì như vậy ở đây nó lên được khoảng vùng 37.5 này thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu bắt đầu chậm đà tăng và đây là những cái nến nó test lại thôi thì về mặt kỹ thuật nếu nó khỏe tuần tới nếu nó khỏe thì nó sẽ về khoảng quanh vùng 36 đó còn nó yếu hơn thì nó sẽ quay trở lại đây này vùng 348 hoặc là 34.5 nói chung là đây này đây nó có một cái hỗ trợ nhỏ nhỏ nên nếu mà chúng ta nói về vùng 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 chuẩn nhất sẽ là vùng 34.5 đó loanh quanh nếu nó chỉ có hai điểm chỉnh cung này thôi và khi chỉnh cung về đây thì chúng ta sẽ tiếp tục gì đánh giá cái khả năng tích lũy để chúng ta đánh giá cái khả năng phục hồi của cổ phiếu Đấy, đơn giản thôi nhìn tín hiệu nến là chúng ta sẽ biết được thôi mà biết được là nó nó chỉnh hay là nó như nào Ờ đối với PVD vùng một trợ kỹ thuật tuần 25 3 25 5 25.2 ở đây 25.4 đây các anh chị và nó bắt đầu gì nó có những cái điểm test cung tích lũy rất đẹp Uh, target tuần thì chúng ta hướng về vùng 27.5 đến vùng 28 và trong tuần vừa qua thì như vậy là PVD cũng đã hoàn thành target mục tiêu 27.5 và cây nến giờ thì nó đang có cái gì, có cái lực chốt uh, nhẹ nhẹ ở đây. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá vùng 26.5, tích lũy được ở vùng 26.5 thành công á. Chính như vậy các anh chị nắm, còn trong trường hợp nếu như mà nó bị uh, thủng cái vùng 26.5 thì như vậy các tài khoản chúng ta sẽ canh để chúng ta cân nhắc, cân nhắc để chốt chốt bớt đi và sau đó thì biết đâu được là sau cái nhịp chốt đó thì như vậy cổ phiếu nó sẽ về lại ở đây là vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 nó tích lũy thành công ở đây thì như vậy là chúng ta lại mua. Đó và chúng ta cứ liên tục ra như vậy thôi. Đó thì thì đấy cũng là một cái cách mà uh, chúng ta vận dụng T0 nữa các anh chị và uh, trong tài khoản của chúng ta luôn sẵn có cổ phiếu thì như vậy là chúng ta chốt ở vị thế cao thì như vậy khi cổ phiếu uh, về tích lũy lại ở những cái vùng vị thế thấp hơn thì như vậy chúng ta sẵn sàng để chúng ta thu gom. Bết một mã cổ phiếu mà theo quan điểm của Hùng thì các anh chị có thể cầm dài đánh dài, gom dài và uh, cái phương pháp thì chúng ta ta có thể tối ưu hóa bằng uh, các cái nhịp uh, long lên chạm kháng cự các anh chị có thể bán bớt đi và chạm hỗ trợ chúng ta có thể mua vào. Thì như vậy trong tuần vừa qua đây, vùng 18 2, 18 5 là hỗ trợ đúng không ạ? Là cản. À, là là hỗ trợ và sau đó thì nó bật lên vùng 19 19.5 là cản. Đó thì có thể là lên vùng 19 ấy, thì bán đi một ít này 19.3 bán đi một ít này 19.5 chúng ta bán đi một ít thì thì tuần này nó lại lùi lại như vậy là khoảng lùi ở đây là lại là 18 18.3 18.5 thì như vậy tuần tới là khả năng khả năng cao thì nó sẽ có điểm lùi ở đây thôi đó 18.5 nếu lùi mà 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 nhẹ mà 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 đẹp thì là 18.5 còn không sẽ lùi về 18.3 18.2 đây 18.18.0 ở đây ví dụ như vậy thì như vậy là chúng ta lại canh mua và như vậy thì chúng ta lại tiếp tục là nó hồi lên 19 3 19 5 đây chúng ta lại bán bớt đi đấy chứng khoán thì nó như vậy thôi nó cũng không có gì nó cao sang cả các anh chị ở ờ, những cái gì nó diễn ra ở trong quá khứ thì nó sẽ tái diễn ở hiện tại và nó tiếp diễn ở tương lai như vậy thôi nó không có gì mới cả thị trường chứng khoán là một trong những cái nó buồn tẻ nhất bởi vì là nó cứ lặp đi lặp lại nó chẳng có gì mới thì đối với cổ phiếu oi thì trong tuần ở đây thì vùng 10 vùng 10.1 là hỗ trợ kỹ thuật và vùng 10.6 đến vùng 10.8 là vùng cản nhìn chung thì oi các anh chị có thể lướt lát thôi còn con oi này thì cũng không không khuyến nghị các anh chị chiến đấu tùy các anh chị vùng tuần tới thì khả năng lại 10 10.1 10.2 ở đây nó lại là quay trở lại test và khỏe khỏe thì ngắm về vùng 10.8 tất nhiên là cái biên lợi nhuận của oi thì nó cũng 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 ra gì và này nọ đấy chứ chứ cũng không đơn giản đâu một nhịp oi nó chạy là cũng cũng phần trăm là cũng 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 cũng, cũng tương phết đấy chứ không phải đùa đâu đấy thì còn tùy tùy các anh chị bởi vì con này thì cái thanh khoản nó cũng hơi kém à, và những cái con thanh khoản kém thì thông thường sẽ hạn chế hạn chế để chúng ta đánh rồi Ờ, nhóm ngành phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán và là một trong những nhóm ngành được uh, khuyến nghị chiến đấu nhịp đầu các anh chị đẹp và VCI cũng đã nếu mà chúng ta tính từ uh, chân sóng 31 ngày 1 tháng 11 ở đây thì như vậy là VCI hồi từ vùng hồi phục từ vùng 33 và tuần này thì nó cũng lên được cái max target ở khoảng quanh vùng 4 chi soát ở vùng 42 như vậy là cũng tăng tương đối tốt các anh chị đây thì như vậy đối với VCI thì như chúng ta đã có phân tích ở đây vùng hỗ trợ tuyệt 36 năm đến vùng 37 ở đây các anh chị. Đó và tuần vừa qua thì đấy nó chỉ lanh quanh nó test lại cái mút nến ở phiên thứ sáu tuần trước thôi. Và uh, nó test ở khoảng vùng 37.5 đến vùng 38 thành công. Như vậy nó bứt ở đây là nó bứt cản 39 và hướng về vùng giá mục tiêu 42 đến khoảng vùng 43. Thì vùng 4243 ở đây nó là vùng cản mạnh rồi Vùng cản mạnh rồi nên là ông phải lùi thôi Không có con đường nào khác Tuần tới nó sẽ lùi lại khoảng quanh vùng 39 chín Và nếu mà mà, 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 mà mà sâu hơn thì khoảng vùng 38.5 đến khoảng vùng 39 ở đây Đó là cái vùng điểm lùi của cổ phiếu VCI HCM HCM cũng rất là đẹp ở trong tuần vừa qua Biên kỹ thuật 26.5 đến 27 tích lũy ATM đẩy vượt thoát vùng 28 ở đây và hướng về target mục tiêu 29 đến vùng 30 như vậy là suy soát đạt vùng 30 thì ở đây đang nó bắt đầu nó có cái sự khoảng bắt đầu nó có sự tích lũy và vùng 28 tuần tới thì nó ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 là vùng chỉnh công tích lũy mục tiêu SSI <laughs> có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần nó vùng 28 28.5 các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ 28 28.5 lùi về đó, test cung và test thành công thì bắt đầu gì ạ? Công vùng giá mục tiêu 30 30.3. Thằng này thủng thì nó sẽ hướng về vùng 31.5 phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí Nó đánh lên vùng 31.5 đến vùng 32 rồi Tức là đây là làm màu rồi đó các anh chị Thì khi mà nó làm màu rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ đánh tiếp Cái quan điểm như thế và SSI thì hiện tại là theo quan điểm vùng nó đang rất là trâu Thì ở đây tuần tới nếu mà lùi sâu là vùi lùi về 30, 30.3 và 30.5 30.5 là vùng uh, là các cái vùng 30.5 là các cái vùng chỉnh mục tiêu các anh chị nhé, chúng ta lưu ý VND cũng đẹp Dòng tiền uh, tốt Đó Đây vùng 18, 18.3 tích lũy thành công thì như vậy VND sẽ bứt thoát vùng đây là bao nhiêu đây 19 uh, và hướng về vùng 20.5 phiên này chạm 20.5 là cản nên tuần tới 19.3 đến vùng 19.5 là vùng chỉnh mục tiêu các anh chị các anh chị hiểu là vùng chỉ mục tiêu cũng đồng nghĩa với việc đó là vùng giá mua mục tiêu, đó gọi là vùng giá mua vàng sau các điểm gì ạ? Sau các điểm chỉnh cung. Thì FTS ở đây vùng hỗ trợ tuần kỹ thuật 35, các anh chị nhìn thấy ạ, liên tục đi ở sideways ở biên 35 35.5 36 ở đây. Nó tích lũy thành công và nó đẩy vượt thoát vùng 37.5 thì khi 37.5 mà vượt thoát thì nó sẽ hướng về vùng target mục tiêu 42 nó đi được về đâu đó 41.5 gì đây này thì bây giờ nó bắt đầu lừng khừng thì cái điểm lừng khừng này nó cũng khá là tốt thôi vùng 38.5 vùng 39 đó là vùng chỉnh mục tiêu SHS ở đây trong tuần thì cũng có phân tích ở đây là điểm hỗ trợ kỹ thuật là vùng 14.7 đến vùng 15 thì về mặt lý thuyết ở đây này các anh chị nhìn những cây nến này những cây nến ảo của các anh chị này không có đâu và trong tuần thì về cơ bản nếu 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 nó 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 chuẩn bài là SHS chỉ có điểm hỗ trợ chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 15.5 đến vùng 15.3 đây này và sau đó thì nó vượt thoát target tuần ở vùng 16.5 Ờ, vượt 16.5 thì nó sẽ phi lên vùng 18 và tại vùng 18 này thì nó bắt đầu chậm đà tăng bởi vì 18 này là cũng một cản rất là mạnh của SHS như vậy tuần tới vùng 16.5 đến vùng 7 trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực gọi là vùng chỉnh mục tiêu VX ở trong tuần vừa qua thì đánh cực khỏe luôn và gần như là nó ăn hai ba cái trần gì đó VX và phiên ngày hôm nay thì va phải tảng đá ở đây rồi vùng 16.5 là vùng cản rất là mạnh đây thì đối với VX này khi vào phiên đầu tuần thì cũng đã có phân tích vùng 13.3 đến vùng 13.5 đúng không hỗ trợ cổ phiếu nó sẽ có xu hướng quay trở về đây tích lũy chỉnh cung test nền các anh chị cứ xem lại video tuần cũ đi nó có hết đấy. Nó, nó tất cả những cái gì mà Hùng nói ở trong tuần cũ tuần trước đó tuần trước đó nữa thì nó sẽ liên quan đến tuần này Và nó cứ chảy từ tuần này qua tuần khác vậy thôi Và cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề thì nó không có gì thay đổi cả Và sau khi VX thành công ở vùng này thì nó sẽ công lên ở đây Đó là vùng bao nhiêu nhỉ? 14.5 Và bứt thoát vùng 14.5 thì nó sẽ lên vùng 16, 16.5 Và tuần này thì như vậy là VX đang va vào vùng cảm rất mạnh ở vùng 16.5 Trên các độ kỹ thuật tuần tới nó sẽ chỉnh cung về vùng 15.5 Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 15, 15.3 ở đây sẽ là những cái vùng gọi là vùng giá chỉnh cung mục tiêu, cổ phiếu tích lũy thành công. Đó, mọi thứ thành công ở đây, lực cầu tiếp tục quay trở lại thì như vậy là uh, VX nó sẽ tiếp tục đánh và các anh chị nhìn thấy lực cầu với ở trên nến giờ nó toàn đánh từ 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên, trên 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 cây nến giờ như vậy đấy là một cái lực cầu cực kỳ là tốt các anh chị. <laughs> AGR à, đây chúng ta có vùng giá mục tiêu gọi là vùng hỗ trợ mục tiêu ở trong tuần vừa qua vùng 13 13.5 đây các anh chị thì nó tích khá là tốt đây 13.3 này 13.5 nó tích khá là tốt và sau khi tích thành công thì như vậy là hướng vùng giá mục tiêu 14.5 và sau đó thì nó mở gáp để nó đi lên ở vùng 15 đến vùng 15.5 hiện tại thì nó đang tiếp tục sideways ở quanh biên này à, như vậy trên các độ kỹ thuật tuần tới chỉnh cung vùng giá chỉnh cung mục tiêu nó sẽ nằm ở vùng 14 đến khoảng vùng 4.5 cổ phiếu nên chỉnh cung tích lũy về đây và tích lũy thành công thì như vậy là AGR chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá vùng giá mục tiêu 15.5 đến khoảng vùng 16. và AGR cũng là một cổ phiếu rất là nhạy rất là là nhanh nên là đấy cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay của nhóm ngành chứng khoán. cổ phiếu VDS, VDS ở trong tuần đây chúng ta sẽ nhìn ở đây, đó vùng hỗ trợ mười mấy đến này. Vùng hỗ trợ kỹ thuật là 13.8 đến vùng 14 nhé Nó test rất thành công và sau đó thì nó lực cầu đẩy lên đúng không ạ Target tuần hoàn thành vùng giá mục tiêu Target tuần 15.1, 15.3 Và khi thậm chí là nó còn đánh lên vùng 15.6 rồi cơ Phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó cũng chung với cả thị trường thôi À sau khi mà gặp cản thì như vậy là nó bị chốt và ở đây thì tuần tới thì cũng sẽ đánh giá tiếp tục đánh giá vùng giá chỉnh cung mục tiêu 14.5 14.7 đấy các anh chị. Tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục đẩy lên target 15 xa hơn 15.5 16 VDS cực kỳ là ok. ORS Vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này 14.7 đến 15 đây các anh chị thì nó có một cây uh, Sheet swap 15 thôi Cây này khả năng là 15 1 15 2 gì ở đây này Đó thì trong tuần này nó vống lên và sau đó này nó quay lại test ở đây Và cũng rất là thành công khi mà cổ phiếu này vừa thoát vùng 16 hướng về target mục tiêu 17 Tại 17 ở đây thì chúng ta nhìn thấy có hai cây đến giờ Đấy nó công lên mà nó không thành đúng không ạ Nó không thành thì thì nó phải về đây Và liên tục những cây đến giờ để nó dồn nó công lực 17 ở đây điểm lùi của nó sẽ là 16 15 7 16 và điểm sâu hơn thì có thể lùi lại 15.5 thì đây sẽ là những cái điểm lùi mục tiêu ở tuần tới nhưng mà đánh giá rằng là khoảng quanh vùng 15.7 thôi chứ còn nếu mà nếu mà ông lùi về 15.5 thì như vậy là cái vùng chốt ở từ 17 đến 15.5 nó chốt mất 1 rưỡi thì như vậy là lực chốt cũng khá là sâu cổ phiếu CTS cũng rất là nhạy rồi đấy vùng hỗ trợ cái thuật tuần ở đây đó là vùng gì ạ vùng bao nhiêu đây này 21.5 đến vùng 22 hướng về vùng giá mục tiêu 24.5 và sau khi đạt được cái target mục tiêu 24.5 thì cổ phiếu này mở gáp đẩy lên vùng 26 thì sau khi mà hở gáp đây này thì nó bắt đầu nó lấp này và cây đến giờ thì nó lấp lại như vậy tuần tới ở vùng 24.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 23.5 đến vùng 24 đây là các vùng chỉnh cung mục tiêu các vùng chỉnh cung mục tiêu tích lũy thành công ở đây và cung cầu ổn định nhóm chứng khoán tiền lại vào thì như vậy là chúng ta lại mua thôi để tiếp tục nâng target lên vùng 26 xa hơn sẽ là vùng 27 đến khoảng vùng 28. MBS cũng khá là nhạy, vùng hỗ trợ kỹ thuật của MBS đây rất là đạt ở trong tuần 17.6 à 17.6 đến khoảng vùng 18 và ở trong tuần thì gần như là uh, MBS uh, nó bám biên, bám biên ở khoảng quanh vùng 18.3, 18.2 đây này. Sau đó thì nó cũng vượt thoát chung với cả thị trường thôi và nó nâng được cái target kỹ thuật lên vùng 20.5 đến vùng 21, điểm cao hơn thì ở đây hình như là lên được cùng 21.5. Hiện tại thì nó cũng đang vật vờ ở khoảng quanh vùng 20.5 như vậy là uh, vùng giá trị cung mục tiêu 19.3 19.7 đó là gì ạ? Đó là cái vùng giá trị cung mục tiêu trong tuần tới. Cổ phiếu tích lũy thành công, uh, sideways ở đây tích lũy thành công, lực cầu được đẩy vào tất cả mọi thứ ngon lành thì như vậy là gì? Uh, chúng ta sẽ bắt đầu uh, có một cái uh, target mới, đó là tiếp tục đẩy lên vùng 20.5 đến vùng 21, bay ở vùng này thì như vậy sẽ ngắm lên khoảng quanh vùng 23 rồi như vậy là tất cả các nhóm ngành thì ông lê sẽ tạm dừng chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và một cái điểm nhấn mạnh lại với các anh chị em nhà đầu tư trong thời điểm ngắn hạn thì nhà đầu tư nên tập trung dòng tiền vào nhóm cổ phiếu thép nhóm cổ phiếu đầu tư công nhóm cổ phiếu bất động sản dân cư nhóm cổ phiếu chứng khoán và một phần tiền thì các anh chị có thể san sang nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và nhóm ngành banh hiện tại thì hùng đã có phân tích sóng banh nhưng mà hùng chưa public lên ở trên 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 bản tin tuần à, bởi vì dòng banh hiện tại cũng đang có một cái dòng tiền khá là tốt rất là ok thì hùng cũng xin giới thiệu qua một chút xíu về về kênh của chúng ta đúng không ạ thì chúng ta có kênh chứng khoán chiến binh lên từ con sóng à, đây là kênh rất quen thuộc rồi bản tin tuần đó và chúng ta có kênh hùng lê chứng khoán à, hàng ngày chúng ta có những bản tin phân tích ngắn và Hùng cũng có một kênh tiktok Hùng Lê chứng khoán cái chứa chứng khoán thì các anh chị có thể đăng ký kênh để chúng ta có thêm những cái bản tin và hiện tại thì team của Hùng Lê đang hoạt động tại công ty cổ phần chứng khoán VPS và cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư ở chúng ta nếu như chúng ta có những cái góc nhìn khá là tốt khá là tối ưu thì như vậy là chúng ta cũng có thể về đồng hành cùng team Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS và Uh, một cái nguyên lý mà Hùng Lê uh, phân tích và đưa đến cho các anh chị em uh, trên thị trường cũng như uh, trong room thì về góc nhìn đầu tiên đó là Hùng sẽ phân tích tổng quan bộ 3 tham số chung của thị trường chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Thì um, khi chúng ta phân tích được đúng trúng đủ ba cái bộ 3 tham số đó thì gần như là chúng ta bơi thuận dòng nước, tức là nếu chúng ta phân tích đúng rằng là ở trong thời điểm hiện tại bộ 3 tham số chung đó đang uptrend thì như vậy là chúng ta mua thêm cổ phiếu thì như vậy là gì? Đó là chúng ta đang bơi thuận dòng còn trong trường hợp nếu như thị trường đang đao chen ví dụ cổ phiếu à, bộ ba tham số chung nó đang chỉnh giảm thì như vậy là chúng ta sẽ hạn chế chúng ta mua cổ phiếu thì cái bước tiếp cận đầu tiên đó là chúng ta phải phân tích được bộ ba tham số chung của thị trường à, cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải phân tích được sóng à, ngành tức là trong trong cái 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 câu chuyện là gì à, khi mà 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 thị trường hồi thì ngành nào nó sẽ hồi tốt nhất nó đó ví dụ như vậy. Thì trong trong cái thời điểm vừa qua thì như vậy là tập trung vào những cái ngành ví dụ chứng khoán, ví dụ bất động sản dân cư, ví dụ nhóm ngành thép, ví dụ như nhóm ngành đầu tư công thì đó là bốn cái nhóm ngành rất là căn bản và ông đã liên tục cày xéo ở trong cái thời gian vừa qua và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là với những cái tài khoản anh chị em nào mà chúng ta chiến đấu uh, trong cái dòng đó thì như vậy chắc chắn là đã thu được những thành quả rất là tốt. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là gì dòng tiền bắt đầu À, có cái xu hướng nhen nhóm ở nhóm banh thì đó sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị em của chúng ta à, đang cầm banh thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu hướng vào để chúng ta bắt đầu là tích lũy cổ phiếu bắt đầu bắt đáy à, bắt đầu có những cái xử lý đầu tiên bởi vì nhóm banh cũng đã có một cái quá trình chỉ giảm rất là dài chính vì vậy nên đây sẽ là những cái thời cơ để cho những cái tài khoản mà đang kẹp lại banh thì chúng ta sẽ tiếp tục xử lý thì à, sau khi mà chúng ta phân tích được sóng ảnh rồi thì chúng ta lại phân tích được là trong cái sóng ảnh đó thì chúng ta tập trung những cái mã cổ phiếu nào cho nó tốt, cho nó tối ưu thì đấy là cái 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 logic trong cái quá trình chúng ta phân tích đầu tư. Và một lần nữa thì Hùng cũng chia sẻ thêm một cái quan điểm đó là không có chén thánh ở trên thị trường chứng khoán. Bởi vì sao? Bởi vì Hùng thấy là rất nhiều anh chị em nó nó hơi quá, tức là kể cả như Hùng cũng như vậy thôi, Hùng cũng cũng là một trong những người làm leader ví dụ như vậy. Và có nhiều người họ nói hơi quá, họ họ tăng bốc chính bản thân mình hơi quá đúng ạ à, thường xuyên sâu rồi thường xuyên thế này thế kia bảo tôi là thần tôi là thánh à, tôi mua cái điểm này tôi bán được cái điểm này tôi chỉ có xin lỗi đi à, xin lỗi những cái, cái, cái anh chị em mà đang đang nói như vậy đi nhá thì nếu như mà các anh chị mà làm được mà làm được một cái rập khuôn như vậy á thì các anh chị được đúc tượng ở phố Quân rồi các anh chị các anh chị được đúc tượng đúc, đúc tượng ở phố Quân rồi các anh chị không có chén thánh ở trên thị trường chứng khoán chắc chắn là như vậy và chúng ta phải tổng hợp dữ liệu tức là chúng ta tổng hợp dữ liệu từ rất nhiều nguồn có thể là hùng lê là một trong những cái kênh thông tin để các anh chị tổng hợp và các anh chị tổng hợp từ hùng lê tổng hợp từ ông a ông b ông c tổng hợp từ trang này trang kia rất nhiều cái bài phân tích vậy chúng ta tổng hợp lại và chúng ta tổng hợp lại xong rồi thì chúng ta sẽ phân tích là à mình thấy là à, ông này ông phân tích, phân tích cái điểm này khá là tốt đúng không ạ à, ông này ông phân tích cái điểm này khá là hay thì vậy là chúng ta à, có thể tham khảo ví dụ ông phân tích bảo à cái vùng 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 này vùng 41 là vùng mua nhưng mà theo tôi là tôi phải mua ở vùng 40.5 đó nó thấp hơn so với cái điểm của ông hùng một tí à, bởi vì là tôi kỳ vọng ở cái điểm này cơ đó ví dụ như vậy thì thì chúng ta sẽ phải tổng hợp rất nhiều các cái thông tin và quan điểm của cá nhân Hùng lê thì à, tất cả mọi thứ uh, chúng ta tổng hợp lại đó nó mang tính chất tham khảo và uh, nó không thể đúng tuyệt đối được và nó sẽ có một cái thuyết tương đối uh, tuy nhiên nếu như chúng ta phân tích sâu và chúng ta nắm được khá là tốt cái quy luật vận hành của thị trường cũng như cổ phiếu thì xác suất chúng ta bị thất bại trên thị trường xác suất mà chúng ta sai nó sẽ giảm thiểu đi và chúng ta sẽ tăng cái độ thành công lên chúng ta sẽ tăng cái độ thắng lên của chúng ta đúng không ạ như vậy thì uh, cũng có một vài cái quan điểm chia sẻ như vậy thì cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư uh, về với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán vbs để chúng ta tiếp tục đồng hành trên một cái chặng đường rất là khốc liệt uh, chốt lại một lần cuối cùng đối với bộ ba tham số chung của thị trường VN Index sẽ có xu hướng quay trở lại ở vùng 1090 đến vùng 1100. Tiếp tục test cũng tích lũy vùng cảng kỹ thuật ở 1120 đến 1125, bứt được vùng 1125 thì như vậy khi đó chúng ta sẽ xây lên vùng 1140 đến vùng 1150. Đối với chỉ số VN30 thì như vậy nó sẽ có khoảng lùi ở vùng 1095 đến vùng 1100 tiếp tục đánh giá và vùng cảng kỹ thuật trước mắt của chỉ số này sẽ tiếp tục là vùng 1130 đến khoảng vùng 1140. Đây tiếp tục là sẽ là vùng cản kỹ thuật này. Còn đối với chỉ số VN30 F1M như vậy khoảng lùi của chỉ số này nó sẽ lùi về một quanh 1095 đến vùng 1100 còn điểm lùi sâu hơn sẽ là vùng 1085 1085 1087 và tích lũy thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, ngắm lên uh, vùng cảng kỹ thuật của chỉ số này đó là vùng 1135 đến khoảng vùng 1140 thì đó là các cái điểm nhấn kỹ thuật và đặc biệt các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê đó là chúng ta phải tiếp tục uh, quan sát thêm uh, các ý đồ tạo lập của chỉ số VN-Index ở trên chạc cái thuật ngày và ý đồ tạo lập của chỉ số Dow Jones bởi vì uh, giữa Dow Jones và chỉ số VN-Index của chúng ta nó có cái sự song thùng uh, nó chỉ lệch nhau khoảng tầm điện. 3 đến 5 phiên giao dịch thôi Theo quan điểm của mình như vậy Nó chỉ lệch pha như vậy thôi Và cái pha tăng của chỉ số Dow Jones Thì như vậy index của chúng ta sẽ cũng sẽ pha tăng Và đặc biệt khi Dow Jones quay quay đầu Thì như vậy index của chúng ta cũng dễ bị quay đầu Đấy là cái cái cách để chúng ta uh, nhận diện thêm Và chúng ta sẽ phân tích thêm uh, Bản phân tích tuần đến đây hết Thân ái chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư Trong các bản điểm tin tiếp theo